Đây mình phải gia công cốt pha này. Đấy, cắt những cái hoa văn này vuông vắn đầy đủ kích thước. Rồi sau đó là mới đưa lên để ghép nhé. Đây là hết cái phần khuôn của nó, mình đóng xong rồi đấy. Đây là cái ván diềm. Đây, cái ván diềm đấy nhé. Tất cả những cái mẫu mã hoa văn là đều mình chạm khắc ở tại nơi, tại công trường nhé. Không phải thuê ai, cũng không phải máy CNC. Tất cả đều mình làm thủ công tại chỗ, và biến tấu nó rất là nhiều kiểu hoa văn và rất là đa dạng. Và cái này đây mình cũng đang làm giờ được một bên đây, có thể là hoa như thế này nhé, và còn rất là nhiều nữa, rất là nhiều. Mình chạm khắc lên nó rất là nhiều loại hoa văn đa dạng. Dĩ nhiên là dùng cái loại hoa dây này cho nó phù hợp với cái nhà sàn cổ hơn. Bọn em đang chuẩn bị là hoàn thiện xong cái phần khung này nhá. Hiện tại là còn một cái chóp với một con chuyền lợn nữa đang làm đây rồi. Cấu đầu nóc. Còn đây là cái phần sảnh nhá. Phần sảnh phía trước là nó ở dưới là đùa 4 bề, nó rộng diện tích khoảng 15 m². Bên này là cái phần phòng ngủ này. Phần phòng ngủ đuổi về phía sau. Lên kèo nha, vẫn đổ mái cho lên kèo bằng bê tông để lợp nhá. Rồi cái phần này là sẽ đổ mái bằng bê tông này, đổ mái bằng bê tông suốt về ra đằng bếp này, hết cả cái phần mái của bếp và cái phần máng đón nước. Ở đây em quay một chút chi tiết về các cái hình thức về hoa văn cũng như là các cái hoa văn đường riêng.
trong ngày 22 tháng 10 năm 2022 rồi. Đây là công trình mà anh em vui đứa đây thi công ở tại Sơn Trung 2, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Vẫn đây là cái mẫu nhà mà một gian hai trái kết hợp với phòng ngủ phía sau, kề với bếp và cầu thang lên giữa nhà và bếp. Và đây là cái mẫu truyền mà truyền cánh dạng kiểu trống đấu mà mình làm ở căn này, là căn thứ hai cái kiểu truyền này. Căn thứ nhất là mình làm ở Tân Lĩnh Lục Yên, đây là căn thứ hai của cái mẫu truyền này nhé. Mẫu truyền này nó rất là nhiều hoa văn và đa dạng, trong khi đó là cái nhà này mình có cả cái, cũng có cả cái sảnh nhé, sảnh mình đang làm đây rồi. Đến ngày 24 là sẽ tiến hành đổ cái nóc, và ngày mai nữa là tiến hành đổ sàn rồi. Cái sàn dưới này làm sát xong, đang tiến hành bê. Đây, cầu thang này, phần cầu thang lên giữa này. Đấy. Tổng diện tích của cái sàn dưới này là 200 m², trong đó là nhà này thì gian là nách để mở ra 2 m, lòng giữa là mở ra là 3 m 3, và bếp là 3 m 5, còn nó phòng ngủ mà kéo dài ra 4 m, thành tổng phòng ngủ phủ bì nó sẽ rơi vào 13 m, và có đua đằng trước. Phần mặt tiền này là 1 m 2 đây này. Nên cái phần nhà này là sẽ phần bếp này là cũng lên kèo cứng để lợp chống nóng. Thế còn bê tông là sẽ đổ suốt từ cái phần này. Phần máng đón nước, cái này mình thường gọi là máng đón nước, mà nó nằm che giữa cái phần cầu thang này. Thế còn đây là phần bếp sẽ đổ ghép thẳng luôn cả cái phần phòng ngủ kia, làm một đổ làm một mặt phẳng, một mái bằng bê tông nhưng mà vẫn là lên kèo để lợp. Tôi sẽ lợp hết chỗ nào có kèo là sẽ tiến hành lợp hết. Thế còn phần để chống này là dễ, phần để gia đình đặt tiệc nước đây, và cái bình năng lượng mặt trời, bình nước nóng năng lượng mặt trời. Để cái phần sảnh ra này, chuẩn bị là mình sẽ tiến hành đi vào phần hoàn thiện, trong đó có lợp, và sang năm thì mới vào hoàn thiện xây chát ốp lát xong, thì sau khoảng hơn 1 tháng rồi sẽ lại tiến hành sơn. Thì giới thiệu đến quý chị cô bác vậy thôi. Đến khi nào mà hoàn thiện xong thì mình sẽ lại lên video chi tiết cho mọi người tham khảo. Cái mẫu này mình làm khá là nhiều rồi, mình làm rất là nhiều cái mẫu cầu thang giữa này. Nó rất là tiện dụng và rất là nhiều công năng. Quý anh chị nào có nhu cầu làm nhà sàn bê tông thì cứ alo em nhé. Và sau đây là em sẽ kê cái vật liệu chi tiết để cho mọi người tham khảo này. Vì cái phần khung cứng này thì sử dụng trước hết là từ những cái sắt thép đã. Thì phi 14 là 130 cây, phi 12 là 150 cây. Phi 10 để đan sàn này là mình lấy tổng thể hết cả cái phần mái trên này là 370 cây. Thế còn xi thì sỏi là sử dụng hết 20 khối, và cát cũng sử dụng hết 24 khối, mỗi thứ 24 khối. Và sử dụng xi hết 10
hết 16 tấn, hiện tại đang có dư quyền 1 tấn. Thế còn cái phần đổ sàn này sẽ sử dụng bê tông tươi, dự tính là trong cả cái sàn dưới và phần trên là sử dụng hết 33 khối bê tông tươi với giá là 1 triệu hơn tí thôi, tầm 35 khối. Thế còn về cái phần chống trước thì dàn giáo thì những cái mẫu nhà này thì quý anh chị cô bác tôi cùng các bạn theo dõi video của em nhiều thì cũng biết rồi, nó cũng tương đương khoảng 300 cây tre vào rồi đấy. Tuy 300 cây thì nó rơi vào sau này nó cắt ra nó sẽ được khoảng 600 đoạn trống, hơn 600 đoạn trống, cây dài thì được 3 đoạn, cây ngắn thì được 2 đoạn thì nó sẽ được 600, hơn 600 đoạn. Quý chị cô bác nào có nhu cầu để xây dựng nhà sàn bê tông từ các cái kiểu mẫu thì cứ alo em qua cái số điện thoại em ghi trên màn hình nhé. Rất mong là quý chị cô bác xem video ủng hộ đăng ký kênh, ủng hộ và theo dõi anh em mua đó đây, chuyên về thi công nhà sàn bê tông, nhận hoàn thiện xây chát ốp lát, lợp đeo lót tôn ngói và sơn. Quý chị nào cô bác cần alo em nhé, sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi của bác. Thank you.